Xin chào các chị và các bạn, mình tên là Nguyễn Thành An, hiện đang cư ngụ ở Columbia, South Carolina. Bản thân mình là một thương gia. Sau khi lấy bằng MBA thì mình có cái kế hoạch phát triển cái hệ thống phở Việt khắp nơi trên nước Mỹ, và mình có ý định là mở khoảng 1.000 tiệm phở Việt. Bà xã của mình thì hiện đang là dược sĩ, đã hành nghề khoảng 9 năm nay và hiện đang làm cho tập đoàn Walmart. Bản thân mình đó thì là một người thương gia, thì mình muốn phát triển cái hệ thống của mình. Nhưng mà sau khi cứ mỗi lần mở một tiệm phở thì mình thấy là ngoài cái vấn đề mình phải đầu tư khá nhiều vốn liếng, thì cái thời gian của bản thân mình nó càng ngày càng hạn hẹp lại, và cái tỷ lệ thành bại cũng không có ai bảo đảm cho mình. Mặc dù mình có thu nhập nhưng mà thời gian cho gia đình, cho bản thân, cho bạn bè càng ngày càng ít lại. Bản thân bà xã của mình cũng vậy, sau 7 năm đi học để lấy bằng dược sĩ và đã hành nghề 9 năm nay, cứ phải đi làm mới có thu nhập được. Và nếu mà lỡ có chuyện gì đó mà bà xã mình không có đi làm được thì chắc chắn là cái nguồn thu nhập nó sẽ chấm dứt. Thì sau khi người bạn giới thiệu cho anh cái cơ hội mà anh sắp sửa giới thiệu cho các anh chị đây đó, thì anh chỉ mất khoảng 10 phút anh đã quyết định tham gia. Vì cứ qua cái cơ hội này, anh có cái một cái dịp để mà xây dựng một cái mạng lưới phân phối khắp nơi trên toàn thế giới, một cái hệ thống kinh doanh không bao giờ ngủ. Và đặc biệt đó là qua cái cơ hội này, anh không cần phải đầu tư vốn liếng, anh không phải bỏ nhiều thời gian như những cái tiệm phở của anh đã làm qua, và hoàn toàn không có tỷ lệ rủi ro gì cả. Và đây là một cái cơ hội tuyệt vời. Nhưng mà trước khi anh đi sâu vào đó, thì anh muốn giải thích cho các anh chị biết được cái hình thức kinh doanh cũng giống như là cái cơ hội chúng ta đang có. Trước hết, khi mà chúng ta bất cứ bắt đầu một cái kinh doanh nào á, thì cái điều mà chúng ta cần phải làm trước tiên đó là chúng ta cần phải tìm hiểu về cái thị trường. Tìm hiểu về cái thị trường, cái market. Thì hiện nay đó các anh chị biết đó là cái thị trường nào là cái thị trường đang phát triển. Các anh chị đi vào chợ, chúng ta thấy những cái thực phẩm chức năng multivitamin bày bán khắp nơi. Chúng ta coi tivi, coi báo chí, coi quảng cáo khắp nơi đó, chúng ta thấy những cái quảng cáo liên quan tới sắc đẹp và sức khỏe, hút mỡ bụng, căng da mặt, vân vân và vân vân, nó đang khắp nơi. Mà nếu mà các anh chị nghĩ lại đó, khoảng 10 năm trước đây ấy, những cái hiện tượng đó hoàn toàn không có hoặc là rất ít, nhưng mà bây giờ càng ngày càng gia tăng. Thì cái chuyện này đó nó được tạo ra bởi một cái chữ này, hai chữ. Baby boomer. Baby boomer là những người mà sinh từ năm 1946 cho tới 1965 sau đệ nhị thế chiến. Thì hiện nay ở Mỹ không đó, cái độ những người ở độ tuổi này đó chiếm khoảng 1/3 dân số Mỹ, tức là gần khoảng 100 triệu người. 100 triệu người trên tuổi 50. Và những người lớn tuổi thì các anh chị cũng biết rồi, những người lớn tuổi cần có sức đẹp, sắc đẹp và cần có sức khỏe, và họ sẽ sẵn sàng chi tiêu để mà đáp ứng cái nhu cầu của họ. Và hiện nay đó, cái thị trường này đó, nó gọi là cái thị trường chống lão hóa, tức là anti-aging. Và đây là một cái thị trường khổng lồ, ước đoán đó, nó sẽ là khoảng 1.000 tỷ đô la, tức là 1 trillion. Để cho các anh chị hình dung được 1 trillion, 1.000 tỷ đô la nó lớn chừng nào đó, thì 1.000 tỷ đô la là nó lớn hơn cái thị trường xe hơi của nước Mỹ. Cho nên đó là một cái thị trường rất là lớn. Và theo ước đoán đó là năm 2015 cái thị trường này đó nó sẽ tăng trưởng 76% ở Mỹ, 82% ở châu Âu, Europe, và 72% ở châu Á, Asia. Thì đây là một cái thị trường khổng lồ các anh chị, và nó tiếp tục gia tăng như vậy. Dù có chúng ta có tham gia, dù chúng ta có làm gì hay không, cái thị trường này vẫn tiếp tục phát triển. Và đó là cái điều đầu tiên chúng ta cần nghiên cứu, đó là cái thị trường đang phát triển. Thì nếu mà chúng ta kinh doanh cái gì cũng vậy, nhắm vào cái thị trường đang phát triển thì chúng ta sẽ thành công. Nhưng mà nhắm vào thị trường này là một vấn đề các anh chị. Nhưng mà cái kế tiếp chúng ta phải làm gì? Thứ nhất là các anh chị có thể đi học làm bác sĩ, dược sĩ, nha sĩ, y tá vân vân. Cái công việc đó hoàn toàn các anh chị cũng thấy là bây giờ học những ngành nghề đó, đó chúng ta sẽ không thất nghiệp. Cái thứ hai là nếu các anh chị có nhiều vốn liếng, các anh chị có thể mở một cái công ty để sản xuất những cái sản phẩm để mà đáp ứng cái nhu cầu này, tức là những cái sản phẩm về sức khỏe và sắc đẹp. Còn cái điều thứ ba đó là các anh chị có thể mở ra một cái cửa hàng kinh doanh để mà bán những cái sản phẩm này. Và cái điều thứ tư đó là các anh chị xây dựng một cái hệ thống phân phối, là cái điều anh sắp sửa giới thiệu cho các anh chị đây. Nhưng mà kinh doanh đó các anh chị có ba cái hình thức kinh doanh. Hình thức kinh doanh đó, thứ nhất là chúng ta mở một cái cửa tiệm, là chúng ta open a store. Thì khi chúng ta mà mở một cái cửa tiệm á, thì các anh chị cũng biết là chúng ta phải có vốn liếng, chúng ta cần phải đầu tư thời gian, chúng ta phải có
chịu cái sự rủi ro, risk. Và chúng ta, ví dụ chúng ta mở một cái cửa tiệm đó các anh chị, những người mở xa đó, người ta hoàn toàn không tới, ví dụ như bản thân anh có cái tiệm phở, những người mà ở thành phố khác lái xe 1 tiếng, 2 tiếng đồng hồ, người ta sẽ không có tới chỗ của mình. Và cái thứ hai đó, là cái tiệm của mình nó sẽ bị giới hạn về cái chỗ ngồi chẳng hạn. Cho nên thứ nhất là ở xa người ta không tới, thứ hai là cái tiệm mình nó giới hạn về chỗ ngồi. Thứ ba đó, là cái thời gian mình mở nó có hạn, mình chỉ mở được tối đa là 24 giờ một ngày thôi. Cho nên những cái sự giới hạn đó, nó làm cho mình bị giới hạn về thu nhập, tức là mình limit income. Cái hình thức thứ hai đó, là chúng ta đi mua lại một cái franchise các anh chị. Mua cái franchise, ví dụ như franchise McDonald's, franchise của Subway ở Mỹ chẳng hạn. Thì những cái đó thứ nhất đó, là vốn lên rất là nhiều. Ví dụ như mở một cái McDonald's, cái chi phí nó khoảng 1.2 tỷ. À, một, xin lỗi, 1.2 triệu. À, và chúng ta vẫn phải đầu tư thời gian. Chúng ta vẫn phải chịu những cái sự rủi ro vì không có ai mà có thể nói với mình là mình mở cái này ra thành công. Mình phải có nhân viên. Mình phải có bill, có hóa đơn, có hợp đồng, có contract, có khách hàng, có phải mướn chỗ, có hợp đồng, có phải mướn chỗ, mướn mặt bằng. Tức là nhiều những cái sự mà công việc chúng ta mà cần phải làm. Và cái này cũng vậy các anh chị, cái này vẫn bị giới hạn về địa lý. À, ở xa người ta sẽ không tới. Thứ hai á, là vẫn giới hạn về cái chỗ ngồi. Thứ ba là vẫn giới hạn về cái thời gian chúng ta mở cửa. Cho nên khi chúng ta làm như vậy đó, thì chúng ta vẫn bị giới hạn về thu nhập. Và dĩ nhiên đó, là khi chúng ta mở cái franchise đó, cũng giống như là chúng ta mở một cái cửa tiệm đó, không phải chúng ta muốn mở ở đâu thì mở. Ví dụ như anh đang ở Columbia, South Carolina, anh không có thể nào bay về New York, anh mở một cái tiệm một cách rất là dễ dàng được. Và những cái sự ràng buộc đó, nó làm cho mình rất là khó phát triển. Còn cái hình thức thứ ba đó, là chúng ta gọi là xây dựng mạng lưới. Tức là chúng ta xây dựng một cái mạng lưới. Cái mạng lưới này, thứ nhất là chúng ta không cần phải đầu tư vốn liếng. Chúng ta không cần có kinh nghiệm. Nó không có phụ thuộc vào thời gian. Chúng ta sẽ không bị phụ thuộc vào thời gian. À, chúng ta không cần có nhân viên. Chúng ta hoàn toàn không có hóa đơn, không có hợp đồng dài hạn, không cần cửa hàng và hoàn toàn không có sự rủi ro. Và đây là một cái hình thức làm việc mà các anh chị có thể phát triển khắp nơi trên toàn thế giới. Riêng với công ty này thì hiện nay đang phân phối sản phẩm trên 52 quốc gia. Và chỗ nào mà công ty có mặt thì các anh chị có quyền giới thiệu sản phẩm và mở những cái đại lý của mình ở đó mà hoàn toàn không có phụ thuộc vào các anh chị. Tức là các anh chị có ở đó hay không, cái hệ thống của mình vẫn phát triển. Thì một lát nó sẽ giới thiệu cho các anh chị bằng cách nào. Nhưng mà trước khi anh đi sâu vào đó, thì anh muốn giới thiệu với các anh chị về cái công ty mà anh đang đại diện. Công ty có tên gọi là New Skin. À, một số các anh các chị mà nghe chữ New Skin đó, thì các anh chị có thể nghĩ rằng đây là một cái công ty nó liên quan tới cái vấn đề da. Nhưng mà thực sự không phải các anh chị. Cái chữ New đó, nó viết tắt của chữ Nutrition, tức là dinh dưỡng, và Skin là Skin Care, tức là dinh dưỡng và chăm sóc da. Thì công ty New Skin được thành lập năm 1984 ở Provo, Utah. Trong vòng 27 năm qua, và công ty New Skin có mặt trên thị trường chứng khoán Hoa Kỳ với cái ký hiệu là NUS. Ngày hôm nay là khoảng cuối tháng 2 năm 2012 đó. Thì cái chỉ số chứng khoán của công ty là 54 đồng 99 cent. Anh mới kiểm tra khoảng 15 phút trước. 3 năm trước đây đó, chứng khoán của công ty chỉ khoảng 8 đồng mỗi cổ phần. Và bây giờ nó có mức độ tăng vọt rất là cao. Năm 2011 đó, là công ty New Skin được bầu chọn là một trong những công ty phát triển nhanh nhất. Lý do rất là đơn giản đó, là sau 30 năm nghiên cứu với 75 khoa học gia, scientist, thì công ty đã cho ra đời một cái kỹ thuật gọi là kỹ thuật chống lão hóa từ di truyền có tên gọi là AgeLock. Và với cái kỹ thuật này đó, công ty có bản quyền, đăng ký bản quyền và có cái, những cái sản phẩm độc đáo không có ai có. À, có nhiều công ty có thể nói rằng họ có những cái sản phẩm để chống lão hóa, nhưng mà công ty New Skin là công ty duy nhất sau 30 năm nghiên cứu với 75 khoa học gia và sự hợp tác với những trường đại học nổi tiếng cho ra đời cái kỹ thuật này. Và từ cái kỹ thuật này đó, nó tạo ra những cái sản phẩm để mà là giúp cho người ta trẻ lại từ bên ngoài, tức là giúp xóa những cái vết nhăn, nâng cái mặt, giúp da có cái độ đàn hồi mà không cần phải mổ xẻ. Và về sức khỏe bên trong á, thì nó có những cái sản phẩm để chúng ta tái tạo lại cái tia lọc thể của mình, tái tạo lại cái cơ thể của mình để giúp cho chúng ta có cái sức lực,
giống như chúng ta hồi chúng ta còn trẻ. Thì những cái khoa học đó các anh chị, nếu mà các anh chị muốn thì cái người giới thiệu của các anh chị đó sẽ có thể gửi những cái tài liệu để các anh chị có thể đi sâu hơn vào chi tiết hơn. Nhưng mà cái kỹ thuật này đó chỉ trong vòng 3 năm ngắn ngủi đó, những cái sản phẩm từ cái kỹ thuật này nó đã đem về cho công ty 1 tỷ đô la. Tức là cái chuyện từ trước tới nay chưa có. Các anh chị cũng biết đó, là một cái công ty mà có cái doanh thu 1 tỷ đô la đã khó, nhưng mà với cái dòng sản phẩm từ cái kỹ thuật này ấy, nó đã đem về cho công ty 1 tỷ đô la trong vòng 3 năm. Hiện tại ấy, có hàng ngàn công ty làm việc với cái hình thức phân phối này, nhưng mà chỉ có hơn 10 công ty có cái doanh thu trên 1 tỷ đô la. Trong năm 2011 á, doanh thu của công ty là 1,7 tỷ Mỹ Kim, tăng hơn 200 triệu từ năm 2010. 2010 là 1,53 tỷ Mỹ Kim và 2009 á, là 1,3 tỷ Mỹ Kim. Thì các anh chị cũng thấy đó, là trong vòng 3 năm nó có sự tăng trưởng nhảy vọt mỗi năm. Trong lúc đó các công ty khác đang gặp rất là nhiều khó khăn, riêng với công ty New Sin nó càng ngày càng phát triển vì cái kỹ thuật này các anh chị. Nhưng mà đây chỉ là bắt đầu. Công ty New Skin được ví như là một cái Apple, một cái công ty Apple của cái kỹ về cái kỹ nghệ chống lão hóa. Và hiện tại những cái kỹ thuật này đó, những công ty khác hoàn toàn không có. Vậy là chúng ta đang được đại diện với một cái công ty có uy tín, đã thành lập, có quá trình thành lập 27 năm. Và đến bây giờ đó, công ty mới thực sự là đi vào một cái bước nhảy vọt tăng trưởng. Trong vòng 5 tới 7 năm tới thì công ty ước lượng là cái thu nhập nó sẽ tới 5 tỷ Mỹ Kim. Và nếu mà 5 tỷ Mỹ Kim á, thì cái mức trả tiền hoa hồng á, là khoảng 2,3 tỷ. Cái chuyện này nó sẽ xảy ra nếu mà có anh chị em chúng ta hay không. Thì hiện nay đó chúng ta có một nhóm gọi là nhóm Nu Việt. Nhóm Nu Việt viết tắt cho chữ New Skin Việt Nam. Thì hiện nay ở Mỹ chúng ta có hơn 20.000 người Việt đã tham gia trong cái công ty này. Và trong 3 năm qua thì gồm có những đội nhóm đã lập ra những cái tài liệu, ví dụ như conference call, hội thoại bằng tiếng tiếng Việt, rồi webinar bằng tiếng Việt, rồi là website cũng bằng tiếng Việt, những cái phương tiện để mà hỗ trợ cho tất cả các anh chị em khi mà chúng ta tham gia. Cái công việc gì cũng vậy các anh chị, nếu mà chúng ta làm với một mình đó, cái tỷ lệ thành công của chúng ta rất là thấp, và đặc biệt là trong cái ngành kinh doanh này. Nhưng mà nếu các anh chị có sự hỗ trợ của đội nhóm, một cái hệ thống đó, qua những cái chương trình hội thoại qua điện thoại và webinar qua máy vi tính cũng giống như là các website đó, thì cái cơ hội thành công của các anh chị sẽ cao hơn. Và đã được chứng minh, tức là trong năm qua đó, nó có những cái cấp bậc trong công ty, thì chỉ trong vòng 3 năm chúng ta đã có rất là nhiều người Việt thành công, và cái tỷ lệ con số nó càng ngày càng gia tăng. Thì bây giờ đó, ta muốn giới thiệu với các anh chị sơ sơ về cái đội nhóm của Nu Việt, và những người giới thiệu các anh chị cũng sẽ giới thiệu cho các anh chị thêm chi tiết hơn về những cái chương trình huấn luyện của đội nhóm. Nhưng mà cái các anh chị muốn các anh chị nhớ đó là qua cái thứ nhất là về cái thị trường chống lão hóa đang phát triển, và qua cái cơ hội của New Skin đó, thì người Việt của chúng ta tham gia càng ngày càng đông. Và đối với công ty New Skin đó, hiện nay công ty New Skin đã trả ra 8 tỷ tiền thuê hồng từ năm 1984 tới nay. Riêng năm ngoái không á, là công ty đã trả ra hơn 700 triệu. Và hiện nay đấy các anh chị, cái điều này quan trọng. Hiện nay đó, cứ mỗi 5 ngày đó là có một người làm được 1 triệu đô la trở lên từ công ty. Cứ mỗi 5 ngày các anh chị. Và ông CEO Truman Hunt ông nói rằng á, là trong tương lai cứ mỗi một ngày sẽ có một người làm được 1 triệu. Thì năm 2010 đó, cuối năm 2010 anh có dịp tham gia công ty lần đầu tiên. Lúc anh mới tham gia đó thì anh có dịp đi tới cái tổng cái headquarter, cái trụ sở chính của công ty ở Provo, Utah. Và anh thấy rằng á ở đó có tên rất là nhiều người thành công, người Mỹ, người Thái Lan, người Nhật Bản, người Đại Hàn, người châu Âu, châu Á vân vân, nhưng mà trong đó hoàn toàn không có người Việt nào cả. Cái lý do đơn giản á là nhóm Nu Việt, thành viên đầu tiên của nhóm Nu Việt chỉ có tham gia vào đầu năm 2009, và tới nay đã chứng minh được cái sự thành công. Và thành công bằng cách nào? Anh nghĩ là cái điều quan trọng muốn giải thích cho các anh chị á, là qua cái thị trường đang phát triển này, qua cái công ty đang có những cái kỹ thuật độc đáo này, và qua những cái đội nhóm cũng giống như là những cái sự hỗ trợ này đó, thì bằng cách nào chúng ta có thể thâu được lợi nhuận? Thứ nhất á, là các anh chị sẽ được trả thưởng theo cái tùy theo cấp bậc khác nhau, và đây không phải là tiền lương, nhưng mà đây là những cái tiền hoa hồng các chị có thể gặt hái được.
Nó có nhiều cấp bậc khác nhau. Mình vẽ nó không có được đẹp đẽ lắm, các anh chị không sao. Nhưng mà chúng ta bây giờ á, anh vẽ cái mô hình này và anh sẽ giải thích cho các anh chị là cái mức thu nhập trung bình sẽ bao nhiêu. Một hai ba bốn, một hai ba bốn, một hai ba bốn. Thì nếu mà chúng ta cái này nó gọi là ruby, một lát nó sẽ giải thích cho các anh chị làm sao lên được ruby, cái này gọi là diamond và cái này gọi là blue diamond. Thì ruby đó có cái mức thu nhập trung bình đó là 32 ngàn mỗi năm. Diamond có mức thu nhập trung bình là 125 ngàn mỗi năm. Và blue diamond có mức thu nhập trung bình đó là 568 ngàn mỗi năm các anh chị. Hiện nay đó, trong nhóm người Việt chúng ta không có nhiều người đạt được ruby trong vòng 2 tháng, có nhiều người làm được cái này trong vòng 1 năm. Có nhiều người làm được cái này trong vòng 6 tháng, có người làm trong vòng hơn 15 tháng chẳng hạn. Và blue diamond đó, người Việt chúng ta có người làm được trong vòng 6 tháng, có người làm được trong vòng 9 tháng, có người làm được trong vòng 10 tháng, có người làm được trong vòng 16 tháng, có người làm được trong vòng 18 tháng, vân vân. Theo cái thống kê của công ty đó, muốn lên ruby ấy, mất 1 năm. Diamond là 3 năm và blue diamond là 5 năm. Các anh chị chưa cần nhớ là những cái này là bằng cách nào lên, nhưng mà các anh chị cứ nhớ vậy, mất trung bình 1 năm, 3 năm, 5 năm á, thì các anh chị cũng thấy á, là người Việt của chúng ta đang đang vượt qua những cái tỷ lệ thống kê trung bình này. Tức là đây 5 năm á, thì chúng ta làm 6 tháng, 9 tháng, 10 tháng, 16 tháng, 18 tháng. Và đây con số này chưa chấm dứt các anh chị, sẽ có rất là nhiều người sẽ đạt được cái này trong vòng một thời gian ngắn. Thứ nhất á, là về cái thị trường đang phát triển, thứ hai là công ty có những cái sản phẩm tốt, và thứ ba á, là cái đội nhóm có những cái sự hỗ trợ rất là đắc lực để giúp các anh chị thành công. Thì bây giờ để giải thích một cách chi tiết hơn á, là bằng cách nào chúng ta có những cái chức vị như vậy. Nó có nhiều cái chức vị ở giữa nữa, nhưng mà anh chị muốn giữ ba cái điều chính này á, để cho các anh chị hiểu. Thì thứ nhất á, muốn trở thành một người ruby đó, thì trước đó chúng ta có một cái nó gọi là executive. Cái chức vị đầu tiên nó gọi là executive. Thì muốn trở thành executive á, là chúng ta có 3 tháng. 3 tháng. 3 tháng này bắt đầu kể từ lúc bất cứ lúc nào. Tháng thứ nhất mình có 1.000 điểm. Tháng thứ hai mình có 1.500 điểm. Và tháng thứ ba mình có 2.000 điểm. Và sau đó trở đi á, khi mình trở thành executive thì mỗi tháng mình cần 2.000 điểm. Cái này các anh chị khoan đã lo. Nhưng mà trong vòng 3 tháng liên tục, tức là tháng nào á, mà mình có 1.000 điểm á, là cái tháng đó kể là tháng thứ nhất. Tức là 6 tháng, bây giờ các anh chị tham gia vào 6 tháng sau, cái tháng đầu tiên các anh chị có 1.000 điểm, thì đó sẽ là cái tháng thứ nhất. Thì bằng cách nào chúng ta có 1.000 điểm? Ở Mỹ đó, thì 1.000 điểm nó tương đương với khoảng 1.000 đô la. Thì bây giờ giả sử như anh chị là người đầu tiên tham gia, và anh chị giới thiệu với 4 người. Và anh chị mua 200 đồng tiền sản phẩm, và mỗi người mua 200 đồng tiền sản phẩm. Thì các chị cũng thấy là dưới này 200 x 4 là 800. Và bản thân mình có 200 á, thì chúng ta cộng lại sẽ có 1.000 điểm. Rất là đơn giản không các chị? Thì tức là hồi đủ cái điều kiện tháng thứ nhất. Giả sử tháng thứ hai đó, tất cả những người này cũng làm như vậy. Anh giữ cái đây là một cái mô hình các chị nhá, và con số này là con số tượng trưng, cái này không phải là cái sự bắt buộc của công ty. Và con số này cũng vậy các anh chị. Các anh chị không cần phải có 4 người các anh chị. Các anh chị có 1 người cũng được. Cái chuyện không quan trọng, nhưng mà cái số điểm á, nó sẽ tính theo cái số điểm. Thì bây giờ giả sử các anh chị có 4 người này tháng vừa rồi. Và bây giờ anh chị kiếm thêm 1 người nữa. Và 4 người này người ta làm giống như các anh chị tháng vừa rồi, mỗi người đi kiếm 4 người. Thì bản thân của mình vẫn tiếp tục mua 200 đồng tiền sản phẩm, và mấy người này cũng vậy. Người mới vô cũng vậy, và tất cả những cái dưới này á, ai cũng vậy. Tức là dưới này chúng ta có 4 người, 4 người, 4 người, 4 người, tức là 16 người. Thì theo cái bài toán này chúng ta cộng lại, cái này chúng ta có 200 điểm. Ở đây có 5 người là 1.000 điểm. Và dưới này có 16 người, mỗi người 200 điểm là 3.200 điểm. Thì chúng ta cộng lại chúng ta sẽ có 4.200 điểm. Sẽ là 4.400 điểm. Thì theo cái sự đòi hỏi này đó, là tháng thứ nhất chúng ta có 1.000 điểm, tháng thứ hai chúng ta có 1.500 điểm, và tháng thứ ba chúng ta có 2.000 điểm đó. Thì tổng cộng lại trong vòng 3 tháng chúng ta có 4.500 điểm. Cho nên nếu mà trong vòng 3 tháng này chúng ta có 4.500 điểm thì chúng ta sẽ lên cái chức vị nó gọi là executive. Vậy thì bây giờ tháng thứ nhất chúng ta có 1.000 điểm, tức là chúng ta xong tháng thứ nhất. Tháng thứ hai đó chúng ta có 4.400 điểm.
thì 4.400 điểm á, nó vượt qua con số này. Thì nếu mà chúng ta cộng 4.400 điểm cộng với 1.000 điểm á, chúng ta sẽ có 5.400 điểm. Thì 5.400 điểm á là nó vượt qua cái yêu cầu của công ty, tức là 4.500 điểm. Bây giờ đây tổng cộng là 4.500 điểm á. Trong vòng 3 tháng chúng ta có 4.500 điểm thì chúng ta sẽ trở thành executive. Nên nếu mà chúng ta theo cái mô hình này, trong vòng tháng thứ hai chúng ta cộng lại tháng thứ nhất và tháng thứ hai, chúng ta sẽ có 5.400 điểm thì chúng ta sẽ trở thành executive. Dĩ nhiên một lần nữa anh nói với các anh chị, đây là một cái mô hình thôi các anh chị. Các anh chị có thể có một người và anh chị 1.000 điểm, 1.000 đồng, và những người này mua 3.500 điểm á, thì cộng lại vẫn là 4.500 điểm á, thì các anh chị vẫn lên executive. Tức là nó không tính theo số người nhưng mà tính theo số điểm. Miễn sao trong vòng 3 tháng chúng ta có 4.500 điểm thì chúng ta sẽ trở thành executive. Nếu mà cái điểm này đó nó còn hơi 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 rối cho các anh chị đó thì không sao các anh chị, không sao cả. Các anh chị cứ nói chuyện với người giới thiệu của mình đó thì người ta sẽ giải thích cặn kẽ hơn bằng cách nào các anh chị trở thành executive. Nhưng mà các chị chỉ cần biết như vậy thì sau khi chúng ta trở thành executive á, thì cái bước kế tiếp là chúng ta hỗ trợ những người dưới mình, những người ví dụ đây là các anh chị, thì chúng ta giúp những người này để họ cũng trở thành executive. Thì cái điều lệ nó cũng giống vậy các anh chị, cái điều lệ của người này á, muốn trở thành executive á, nó cũng giống như các anh chị vậy. Người ta trong vòng 3 tháng người ta có 4.500 điểm, người này cũng vậy và người này cũng vậy. Thì khi mà các anh chị có 4 người ở dưới mình là executive á, 1 2 3 4 á, thì các anh chị sẽ lên cái chức vị gọi là Ruby. Và kế tiếp á, các anh chị lặp lại cái bước này một lần nữa, tức là chúng ta giúp 4 người khác trở thành executive nữa thì chúng ta có thêm 4 người nữa đó. 4 người nữa thì chúng ta sẽ lên Diamond. Và chúng ta làm cái bước này một lần nữa đấy các anh chị, thì các anh chị sẽ lên Blue Diamond. Tức là cái bước này chúng ta làm 3 lần thì chúng ta sẽ trở thành Blue Diamond. Và cái mức thu nhập trung bình của chúng ta là 568 ngàn một năm. Và có một cái thống kê khác của công ty nữa đó, là những người nào theo đuổi cái cơ hội này trong vòng 10 năm thì 98% đó, 98% những anh chị em đó sẽ đạt được cái chức vị Blue Diamond trong vòng 10 năm. Cho nên các anh chị hãy nghĩ kỹ đó, là nếu chúng ta có phải theo đuổi cái cơ hội này trong vòng 10 năm để rồi sau đó trở đi chúng ta sẽ có cái thu nhập là trung bình 568 ngàn một năm đó, thì anh nghĩ là vẫn rất là đáng cái thời gian của chúng ta. Tại vì có nhiều khi chúng ta đã làm hơn 10 năm rồi mà chúng ta vẫn không có cái thu nhập này. Và có một điều rất là đáng chú ý về cái cơ hội này đó, là khi chúng ta có cái thu nhập này đó, chúng ta có thể sang nhượng cái quyền lợi này cho con cái của chúng ta. Nó không giống như những cái công việc mà chúng ta đang làm. Ví dụ bản thân An đang có 10 cái nhà hàng, khi mà An qua đời là 10 cái nhà hàng đó nó tiếp tục, nó nếu mà không có mình nó không có tiếp tục, nó tạo ra những cái nguồn thu nhập mà mình có thể bán lại và trao cho con cái cái tiền mặt, nhưng mà cái thu nhập hàng tháng gọi là cái thu nhập thụ động đó nó sẽ không có tiếp tục. Cho nên đó là cái hình thức làm việc các anh chị. Thì thứ nhất á, anh muốn quay lại về cái vấn đề đó, là thứ nhất về các anh chị nè, chúng ta có một cái thị trường đang phát triển. Thứ hai đó, chúng ta có một công ty tốt và những cái sản phẩm tốt, và đặc biệt là những cái sản phẩm này được bảo đảm chất lượng 100% về những cái sản phẩm liên quan tới ASOP. Nếu các anh chị xài sản phẩm này đó mà không có kết quả, công ty sẽ hoàn tiền lại cho các anh chị 100%. Thứ ba là đằng sau lưng các anh chị có một đội nhóm gọi là Nu Việt với đầy đủ những cái phương tiện để hỗ trợ các anh chị. Thứ tư đó là công ty có cái chính sách trả thưởng khá cao so với tất cả các công ty khác. Công ty trả ra là 42% tiền thuê hồng. Tham gia công ty hoàn toàn miễn phí, các anh chị không phải đóng một cái lệ phí nào cả, tham gia hoặc là hàng tháng. Các anh chị hoàn toàn không có sự hợp đồng ràng buộc nào cả. Và cái số tiền mà cái duy nhất các anh chị phải trả là số tiền các anh chị xài khi mà các anh chị mua sản phẩm. Cho nên đó, nếu mà xét về cơ hội này đó, các anh chị hoàn toàn không có sự rủi ro. Nhưng mà tới lúc này có thể có một số các anh chị đặt câu hỏi như vậy này. Công ty này nó phân phối sản phẩm thế nào và cái sự khác biệt ở chỗ nào? Trước hết đó, là các anh chị cũng biết là có nhiều sản phẩm của công ty ấy. Công ty có hai dòng sản phẩm chính là về sức khỏe và về sắc đẹp. Thì những cái sản phẩm này có nhiều sản phẩm các anh chị đã xài rồi, các anh chị đã ra ngoài chợ các anh chị mua những cái sản phẩm tương tự như vậy, ví dụ kem đánh răng, dầu gội đầu, sữa rửa mặt, multivitamin. Nhưng mà các anh chị không có được trả tiền. Đối với công ty này thì được trả tiền. Nhưng mà anh muốn so sánh một cái hình thức để mà các anh chị hiểu được là cái hình thức phân phối thế nào. Ví dụ như các anh chị biết là công ty Nike đúng không? Và bên này là công ty Nu Skin. Thì Nike đó, đây anh chị biết là Nike có CEO.
có Vice President, phó giám đốc, có quản lý, manager, có nhân viên, có nhà kho và một số thứ khác. Có trụ sở lớn, có những cái building lớn. Thì công ty Nielsen cũng vậy các anh chị. Nielsen cũng có CEO, cũng có Vice President, phó giám đốc, cũng có quản lý, cũng có nhân viên, cũng có nhà kho, cũng có trụ sở lớn. Tức là những cái thành phần cấu tạo ra một cái công ty đó, giữa hai công ty hoàn toàn giống nhau. Nhưng mà đó, cái sự khác biệt là vậy các anh chị này. Từ công ty Nike mà người ta bán sản phẩm ra cho khách hàng đó, thì người ta qua những cái giai đoạn, ví dụ như phải quảng cáo, advertising, phải mướn những người quảng nổi tiếng, ví dụ như là Michael Jordan, những người như là Tiger Woods, rồi là phải phải bán ra một cái cửa hàng, một cái retail store, quảng cáo TV, báo chí. Thì các chị thấy là từ công ty mà tới người tiêu dùng nó qua rất là nhiều giai đoạn, và tất cả những cái giai đoạn này á, nó đều cộng thêm cái chi phí. Còn công ty Nu Skin á, thay vì á, công ty mướn những người nổi tiếng quảng cáo, dùng TV quảng cáo, báo chí quảng cáo á, thì công ty bán trực tiếp từ công ty tới người tiêu dùng. Và công ty sẽ trả tiền huê hồng cho những người gọi là những người phân phối độc lập, tức là những người distributor. Giữa hai công ty nó hoàn toàn giống nhau, chỉ có khác là cái hình thức phân phối sản phẩm. Và ông Robert Kiyosaki đó, cái tác giả của cuốn sách mà Rich Dad Poor Dad đó, cha giàu cha nghèo đó, ông nói là cái hình thức phân phối này là hình thức phân phối của thế kỷ 21. Là tại vì nếu mà phân phối theo hình thức này đó, chúng ta cần rất là nhiều giai đoạn. Phần cái này thì không. Và đặc biệt đó là cái cơ hội này, cái phần này ấy, nó tạo ra một cái cơ hội cho tất cả những người chúng ta làm kinh doanh. Ví dụ những người bạn trẻ mới ra trường chẳng hạn, bây giờ nếu mà mấy bạn muốn mở ra một cái cơ sở kinh doanh đó, nó mất thời gian và nó mất nhiều vốn liếng mà hoàn toàn các chị không có. Và có kinh đòi hỏi kinh nghiệm, những kinh nghiệm mà mấy bạn không có. Còn cái này á, cái cơ hội này tất cả mọi người đều có thể làm được, vì nó không có đòi hỏi các chị phải có vốn liếng nhiều, không đòi hỏi các chị phải có kinh nghiệm, không có quan trọng các chị tuổi tác là bao nhiêu. Cho nên tất cả mọi người đều làm được cái này. Thì qua cái cơ hội này đó các anh chị, cái điều đặt ra là như vậy nè. Không có cái việc gì dễ các anh chị. Ngày hôm nay các anh chị đang được giới thiệu cái cơ hội này ấy, anh không nói rằng là nó dễ dàng các anh chị, nhưng mà không có công việc nào dễ dàng cả. Thì công việc này nó cũng đòi hỏi những cái nỗ lực giống như một cái công việc bình thường của chúng ta làm. Nhưng mà nếu mà các anh chị đầu tư 5 năm, 10 năm trong cái công việc này đó, các anh chị sẽ có cái thời gian, cái kết quả, cái cuộc sống mà các anh chị mong muốn. Tức là bản thân anh đã làm hơn 10 năm trong ngành nhà hàng, nhưng mà hiện nay đó mình vẫn chưa về hưu được. Vợ mình đã đi làm dược sĩ 9 năm vẫn chưa về hưu được các anh chị. Cho nên qua cái cơ hội này đó, thì bản thân của gia đình anh trong vòng 5 năm hai vợ chồng sẽ về hưu, hoàn toàn không cần phải đi làm nữa mà vẫn có thu nhập. Thì dĩ nhiên á, cái điều mà đang chia sẻ với các anh chị á, là rõ ràng chúng ta ở Mỹ mà các anh chị không có ai chết đói cả. Và thậm chí có nhiều anh chị đó có thu nhập rất là cao, 20-30 ngàn mỗi tháng. Nhưng mà nếu chúng ta không đi làm đó, chắc chắn chúng ta sẽ không có thu nhập. Ví dụ như anh chị là một người chủ tiệm nail salon, các anh chị có thu nhập cao, nhưng mà ngày nào các anh chị cũng cần phải có mặt. Anh chị là người chủ nhà hàng, các anh chị cũng vậy. Các anh chị là bác sĩ, dược sĩ, kỹ sư, các anh chị đang đánh đổi thời gian của mình để kiếm tiền. Và nếu mà các anh chị cứ tiếp tục làm như vậy 5 năm, 10 năm, 20 năm nữa đó, anh chị nghĩ là kết quả của chúng ta sẽ về đâu? Cái cơ hội này là cái cơ hội duy nhất có thể cho chúng ta thời gian, tiền bạc, sắc đẹp và sức khỏe. Còn hầu hết những cái công việc mà chúng ta đang làm bây giờ, nó có thể cho chúng ta tiền bạc, nhưng mà nó sẽ không cho chúng ta thời gian. Hoặc là có thể chúng ta có tiền bạc, có thời gian mà không có sức khỏe. Hoặc là chúng ta sẽ có tiền bạc mà hoàn toàn không có sức khỏe và thời gian. Cho nên cái cơ hội này anh đang mời gọi các anh chị tham khảo, và có thể những người bạn của các anh chị cũng đang mời các anh chị tham khảo cái cơ hội này. Đây là một cái công việc làm đòi hỏi chúng ta phải có nỗ lực, và những cái công việc này thì chắc chắn là hoàn toàn hợp pháp. Nhưng mà đây không phải là mời gọi các anh chị đi bán hàng các anh chị, đây là đang mời gọi các anh chị đi xây dựng một cái mạng lưới, một cái hệ thống phân phối. Và cái hệ thống phân phối này nó sẽ trải ra khắp nơi trên thế giới mà không cần có mặt của các anh chị. Một cái bài toán đơn giản đó, cho các anh chị thấy đó, là ví dụ như bản thân anh giới thiệu với 4 người. Và 4 người đó mỗi người giới thiệu với 4 người, tức là 16 người. Và 16 người đó cũng làm như vậy. Chúng ta làm như vậy 6 lần.
Thì 4 nhân 4 là 16, 16 nhân 4 là 64, 64 nhân 4 là 256. Và 256 nhân 4 là 1024. Và 1024 nhân 4 là 4096. Thì nếu mà các anh chị cộng những con số này lại, các anh chị sẽ có 5460 người. Và nếu mỗi người mỗi tháng tiêu thụ 100 đồng, thì 5460 nhân 100 là 546.000. Và nếu cái mức thu nhập trung bình của các anh chị là 5%, thì các anh chị cứ lấy 5% nhân cho 546.000, nó sẽ là 27.300 mỗi tháng. Đó là cái thu nhập thụ động mà các anh chị không cần phải đi làm. Và cái thu nhập đó các anh chị có thể sang nhượng lại cho con cái. Cho nên các anh chị nghĩ coi. Thứ nhất là chúng ta không cần phải đi bán hàng, chúng ta vẫn có cái thu nhập như vậy. Cái công việc mà chúng ta đang làm là chúng ta xây dựng một cái hệ thống phân phối. Anh nghĩ là tới một lúc nào đó chúng ta cần phải nghĩ lại cái công việc của chúng ta đang làm. Tại vì hồi trước đến giờ đấy các anh chị, chúng ta đang đánh đổi thời gian để kiếm tiền và nó tới với một cái giá rất là đắt. Anh có những người bạn mà có chủ tiệm, con cái không có ai trông nom, không có giờ dạy dỗ, thì anh nghĩ là đó là một cái giá rất là đắt. Tại vì hồi trước tới giờ đó chúng ta đang làm là chúng ta sao chúng ta nói là lấy công làm lời đó. Thì cái đó là cái mà chúng ta vẫn làm thường xuyên, tức là chúng ta dùng 100% cái công sức của mình để chúng ta đi làm. 100% giả sử như anh chị làm giả sử như các anh chị đi làm lúc mình 20 tuổi tới lúc 65 tuổi là 45 năm. Mỗi năm á các anh chị làm 50 tuần đấy. Cho các anh chị 2 tuần đi nghỉ mát. Và mỗi tuần các anh chị làm 40 giờ đó. 40 giờ. Thì chúng ta nhân 45 nhân cái này lại đó, 40 nhân 50 là 2000. 2000 mà nhân cho 45 là 90.000 các anh chị. Tức là nếu mà chúng ta đi làm 45 năm đó, chúng ta sẽ có 90.000 giờ. Còn bên này đó, thay vì chúng ta làm 100% công sức của mình, chúng ta làm 1% của 100 người các anh chị. Thì á, cái hình thức này là cái hình thức dùng sức nhiều người, mỗi người làm một chút. Thì bây giờ bản thân mình giới thiệu với 5 người và 5 người đó tiếp tục làm như vậy. 5 nhân 5 là 25, rồi 125, 625. Và nó cứ tiếp tục nhân ra như vậy 6 lần đó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lần đó các anh chị. Thì các anh chị cứ làm bài toán này, các anh chị cộng ra sẽ có 20.000 người trong cái hệ thống của mình. Và nếu mỗi người, mỗi tuần chỉ cần làm 4.5 giờ mỗi tuần thôi đó các anh chị, thì chúng ta sẽ có 90.000 giờ. Ở bên này đó, chúng ta làm cả đời được 90.000. Bên này chúng ta làm một tuần với công sức nhiều người, chúng ta sẽ có 90.000 giờ các anh chị. Nhưng đây là một cái phương thức làm việc mà nó dựa trên sức nhiều người, không phải dựa trên sức của chúng ta. Cho nên một ngày nào đó nếu bản thân anh không có khả năng đi làm nữa đó, cái thu nhập của mình vẫn vào đều đặn, tại vì nó dựa trên sức nhiều người. Còn về sản phẩm đó các anh chị, mỗi người chúng ta đều mua cái sản phẩm giống nhau, giá nó bằng nhau các anh chị, không ai mua giá hơn ai cả. Và nhiều anh chị đang đặt, ví dụ có thể đặt câu hỏi là những người đi trước có phải là người ta ăn hết hay không, thì hoàn toàn không các anh chị. Các anh chị biết đó, hồi nãy anh có nói là 4 người đó, 4 người lên executive, và nếu mình có 4 người là executive ở dưới thì mình sẽ là ruby. Thu nhập là 32.000 mỗi năm. Ví dụ như giả sử những người dưới này các anh chị, những người bằng người executive của các anh chị đó, họ có quan hệ nhiều hơn, họ cố gắng hơn. Họ có 8 người trực tiếp, 8 người executive trực tiếp đó. Thì các anh chị biết đó là 8 người executive trực tiếp đó, thì người này gọi là diamond. Và Diamond có thu nhập trung bình là 125.000 một năm. Và giả sử cái người dưới này người ta còn giỏi hơn nữa đó các anh chị. Người này người ta có 12 người. Nếu người này có 12 người đó các anh chị, thì người này sẽ là Blue Diamond. Và có thu nhập là 568.000 mỗi năm các anh chị. Cho nên không phải là người vô trước là người luôn luôn làm nhiều tiền các anh chị. Người vô trước là Ruby có 4 người, 32.000 một năm. Người vô sau nữa là Diamond là 125.000 một năm. Và người vô sau nữa, người ta có 12 người trực tiếp, người ta sẽ là Blue Diamond, làm 568.000 một năm các anh chị. Cho nên đây là một cái cơ hội công bằng. Nhiều người cứ nghĩ rằng đó là hình thức này là một hình thức gọi là Pyramid, kim tự tháp. Nó hoàn toàn không phải các anh chị. Thực sự là cái kim tự tháp đó, là cái nơi mà các anh chị đang làm bây giờ đó. Ví dụ các anh chị đang làm hãng xưởng đó, thì ở trên là ông CEO, ở dưới là ông Vice President, dưới nữa là Manager, rồi dưới nữa là mình. Voi. Thứ nhất đó, là đây là cái hình thức phân phối của kim tự tháp các anh chị này.
trong trường học, trong nhà thờ, trong gia đình, nó đều đi theo cái mô hình này cả. Nhưng mà đặc biệt là trong cái môi trường làm việc đó, những người là nhân viên không bao giờ làm tiền nhiều hơn người quản lý. Người quản lý không bao giờ làm tiền nhiều hơn là người phó giám đốc, và người phó giám đốc không bao giờ làm nhiều tiền hơn là người người giám đốc. Nhưng mà trong cái cơ hội này đó các anh chị, mỗi người chúng ta đều có cái cơ hội giống nhau. Với cái nỗ lực của mình đó, các anh chị sẽ thành công và các anh chị có thể có cơ hội làm nhiều tiền hơn những người đi trước. Thì đây là một cái cơ hội công bằng. Thì anh mời gọi các anh chị tham khảo thêm về cái cơ hội này, có thể dành thời gian tham khảo về công ty, có thể các anh chị trực tiếp đi về tham quan công ty ở Provo, Utah. Các anh chị có thể coi những cái tài liệu khoa học của công ty, các anh chị có thể thử một ít sản phẩm của công ty để coi thế nào, và sau đó các anh chị có thể quyết định để tham gia cái đội nhóm của chúng tôi. Và với cái sự hỗ trợ đắc lực của mọi anh em đó, thì anh biết là cái tỷ lệ thành công của chúng ta rất là cao. Thì làm gì thì làm các anh chị, anh hy vọng rằng các anh chị sẽ không bỏ qua cái cơ hội này. Làm gì thì làm, anh hy vọng rằng các anh chị hãy tìm hiểu về cơ hội này. Vì một điều chắc chắn rằng là đây không phải là một cái công ty mà các anh chị đã nghe qua. Thứ hai, đây không phải là những cái sản phẩm mà các anh chị đã dùng qua. Và đặc biệt đó, là cái đội nhóm Nu Việt là cái đội nhóm các anh chị sẽ hoàn toàn không tìm thấy bất cứ nơi đâu. Ngày anh tham gia vì cái cơ hội. Nhưng mà ngày hôm nay anh gắn bó với Nu Sinh là vì anh gắn bó với cái đội nhóm của Nu Việt. Tại vì qua Nu Việt, anh tìm thấy một cái gia đình mới. Và một cái gia đình có thể mình nói là gia đình của mình khắp năm châu. Thì đây là một điều anh rất là tự hào, mình là một thành viên của nhóm Nu Việt. Và anh mời gọi tất cả các anh chị em hãy tìm hiểu và hãy trở thành một thành viên của nhóm Nu Việt để chúng ta cùng nhau chinh phục tương lai. Xin cảm ơn.